Nick.vn là hệ thống bán tất cả link game online tự động lớn nhất Việt Nam. Mới đây, Nick.vn cập nhật thêm một danh mục hệ thống dịch vụ tất cả game online như là Ngọc Rồng, Làng Lá, Hải Tặc Tí Hon, Hiệp Sĩ Online và rất nhiều game khác nữa. Đặc biệt, web có thể mua vàng Ngọc Rồng với giá 1.000 Việt Nam đồng. Tất cả đều tự động 100%. Mua vàng mua ngọc, truy cập ngay Nick.vn. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là DB đây và chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Thì như các bạn đã biết, hôm qua và ngày hôm qua thì Admin đã tung ra một cái phiên bản sự kiện mới Tết, sự kiện Tết. Thì ngày hôm qua mình có bị ốm nên ra mình không thể làm video cho anh em xem được. Nhưng mà trưa ngày hôm nay thì mình mới bắt đầu tham gia sự kiện. Trong quá trình mình tham gia sự kiện thì mình biết được một số thứ. Và lúc trưa nay mình có tham gia thôi. Thì mình tìm hiểu qua thì đây, mình sẽ lên diễn đàn cho anh em xem. Thì mình sẽ đọc qua sự kiện cái không thì lại người dừng mất anh em ạ. Dạo này đang bị ốm, cuối năm này bị ốm này anh em ạ, khổ lắm. Đây, sự kiện mừng Xuân Kỷ Hợi, còn năm con lợn anh em. Đây thì sự kiện diễn ra vào từ ngày 29 tháng 1 2019 đến hết ngày 19 tháng 2 2019, từ 24 Tết đến hết mùng 15 Tết đấy anh em. Thì hoạt động 1 đây, hoạt động 1 có những thứ linh tinh, hoạt động 2 nữa, hoạt động 3 thì có 3 hoạt động và chỉnh sửa cập nhật mới, đó là mở giới hạn sức mạnh lên tối đa 60 tỷ, thần hủy diệt cấp 1, max sức đánh là 24k và HP với ki là 500k, max giáp gốc là 1.400, mở thêm giới hạn 5 ô hành trang và dương đồ tại Santa. Trong lúc thi đấu, võ đài sức mạnh sửa không cho phép về KO. Ok, thì đây là linh tinh qua, thì anh em chắc anh em ở đây đang xem video của mình thì cũng đọc hết ngày hôm qua rồi, thì mình không nên đọc lại làm gì. Thì mình cái đó linh tinh, từ đây mình sẽ vào game mình xem. Trong quá trình lúc trưa nay mình có quay lại game, mình có quay lại để mình tham gia sự kiện Tết ấy. Thì anh em thông cảm nha, cái giọng của mình hơi khác một tí vì mình bị ốm anh em. Cả ngày hôm qua làm vật vã ở nhà không làm được gì cả. Sáng đi làm thì trưa nhức đầu quá lại xin về. Bây giờ mới có thời gian, hôm nay mới đi làm tiếp, trưa nay mới thời gian để quay video cho anh em xem. Thì trong quá trình mình tham dự sự kiện thì mình biết là một số thứ như sau. Thì mấy cái bùa này, cái bùa truy bắt đại vương Uron. Thì mấy cái bùa này thì kiếm ra sao và úp như thế nào để hiệu quả và có thể nhiều nhất. Mình mới tham gia buổi trưa thôi. Thì đây được, đây giờ bây giờ là 15:32 rồi, tức là 3:30 chiều, đúng rồi, 3:30 chiều rồi, 3:30 chiều rồi. Thì mình úp cũng không phải là treo nhiều, cứ 15 phút thì mình vào một lần thôi. Thì đó là thủ thuật. Đây, mình thử qua bên cái map bên cạnh nha anh em. Map này đi, mình sẽ qua map map 3 đi. Map 21 này thì sẽ đông lắm. Đây, để mình qua đây, mình thấy con gì kìa. Mình vừa thấy cái gì đây? Anh em, mình vừa thấy cái gì đây? Anh em, mình vừa thấy như đại lương Uron hay sao đây? Đây đây đây. Đây này. Anh thể đánh luôn, anh thể đánh luôn được sao anh luôn. Con chim. Ôi trời, nó đi theo thằng kia mất rồi. Tiếc quá anh em ạ. Thì như con heo đó ấy, mình đánh xong con đánh xong mấy con nó biến hình ấy, con đại lương Uron ấy là con heo ấy, nó biến hình thành mấy con đấy, thì sau khi mình đánh chết thì là nó sẽ đi theo mình. Sau khi đi theo mình thì mình đi gặp là NPC nào nhỉ? Đây là con đại vương Uron này. Gặp con NPC nào không đó nhận hộp quà để mở ra cái gì đó, mình chưa rõ lắm, cái đó thì mình chưa biết. Đây này, cái con rơi này. Nhưng mà con rơi là con rơi lỗi rồi anh em ạ nhá. Con rơi là con rơi lỗi này. Con rơi là con rơi lỗi. Ít khi mình gặp được con rơi là hoàn hảo lắm, lỗi được gặp được con Uron đấy. Đó thì mình sẽ qua bên map bên này. Map thứ 3 đi. Tức là khi anh em on 15 phút, anh em đánh một lần, anh em chọn cho mình cái khu nào không người ấy, đấy. Xong em đánh thôi. Đánh tầm 1-2 con đầu thì chắc là nó sẽ ra đâu. Chắc là ra bùa đâu. Nhưng mà những con tiếp theo có thể nó sẽ ra bùa. Để mình thử đánh xem nào. Thì lúc ấy mình có odd rồi, nhưng mà biết mình on có đủ odd đủ 15 phút không? 15 đến 20 phút không? Tức là mỗi lần anh em odd game 15 phút, anh em đánh xong rơi bùa, anh em lại thoát ra game, 15 phút sau lại on lại. Chứ không nhất thiết là phải đánh liên tục để nhận bùa làm gì. Thì tỷ lệ rơi ở bên tương lai với cả
bên controller thì hai bên nó khác nhau hoàn toàn. Bên controller thì nó sẽ được nhiều hơn, còn bên tương lai thì sẽ ít hơn. Nên ra là mình bên tương lai thì chắc chắn là không có thể tỷ lệ nó ra sẽ ít hơn. Còn ở map 3 hành tinh thì 3 server 3 hành tinh ấy. 3 hành tinh ấy, 7 server 3 hành tinh đầu tiên ấy. Từ Namek, Trái Đất với cả xây ra thì tỷ lệ rơi ít lắm, thấp lắm. Thì mình cứ đánh thôi. Chắc là mình chưa on đủ chưa on đủ 15 phút nên là chưa ra anh em ạ. Đấy thì sau khoảng buổi trưa đến nay thì mình đã tích được khoảng được khá là nhiều. Bắt được X8 này. Udon được X10, Truy thì mình nhận được X5 của LBC bên làng với cả bên ấy. Thì nghĩa là mỗi ngày em on được 5 cái bùa Truy này. Đại, X8 đại và vương. Thì mình còn thiếu 1 2 3. 3 cái kia là thiếu nhiều. Còn hai cái này thì thiếu 10 cái nữa thôi. Thì đó. Cải trang thì sau khi mình được X20, mỗi loại X20 nha anh em. Mỗi loại X20 thì mình sẽ đổi được cải trang là gì? Tôn Ngộ Không cho sư phụ hoặc đệ tử, hay là cải trang chú văn giới gì đó. Kiểu đạo loại như vậy. Mình tiếc là năm nay nó không có ngũ hành sơn. Mình mong mỏi tiếc một điều là nó không có ngũ hành sơn. Thì cái đó hơi chán. Để mình thử đánh xem nào, nhưng không ra bùa. Cứ 15 phút mình đánh xong bùa, mình rơi bùa, mình lại off game xong 15 phút sau mình on lại thôi. Chứ mình không có nhất thiết là mình phải treo như một số anh em bảo là phải treo gì cả. Thì cái thủ thuật này nó cũng chỉ đơn giản là reset thôi. Cái reset ấy. Anh em off game xong khi anh em vào game có như là lần đầu, lượt đầu tiên ấy. Thì anh em nào có thể làm được thủ thuật như này thì có thể ấn cho mình một like, một share. Comment ý kiến phía dưới là anh em đã có làm được những thủ thuật như này. Đó thì mình quên mất đấy. Từ để đánh mình đánh luôn một con này nhá. Sau đó mình sẽ thử lâng một ít vào HP nào. Mình ngày trước mình ngu quá là mình đã lâng lên 40 tỷ sức mạnh quá sớm. Thì cái tiềm năng mình úp được ấy, nó không được dư khá nhiều. Nên ra là còn khoảng 6 triệu rồi. Đây là chỉ số cũ mắc của lúc 50 tỷ anh em. Đây chỉ có chỉ số cũ của mắc 50 tỷ. Thì bây giờ mình sẽ lâng một ít vào sức đánh cho nó khỏe. À đâu, sao lại tối đa thế? Ủa nó bảo là 24k mà. Hình như là phải lên 60 tỷ thì mình mới mở tiếp sao ấy. Chắc thế, mình chả rõ lắm đâu, thôi kệ đi. Đó thì anh em nào làm theo cái thủ thuật này thì được thì có thể để cho mình một like nhá. Chắc là mình có thể là lỗi mình chưa off chưa đủ 15 phút nên ra là không ra bùa anh em ạ. Hơi buồn một tí, không sao. Mình sẽ cố gắng làm sao để có thể đủ X20 mỗi loại này. X20 mỗi loại là mình sẽ đổi cải trang. Thì năm nay là cải trang ấy, anh em khi anh em đổi ấy, thì nó sẽ không có hiện ngày sử dụng hay hạn sử dụng đâu. Nó ghi là cải trang mình cải trang thôi. Thăng 20% sức đánh, 20% HP, 20% ki, cái gì gì đấy nữa mình chả nhớ nữa. Thì nó sẽ không hạn sử dụng, nhưng mà hạn sử dụng của nó chính thức là 30 ngày. Đó thì mặc định ở trên diễn đàn nó thông báo là 30 ngày, còn trong game thì nó không thông báo. Không thông báo ở mục cải trang hay là thông báo ở dưới cái phần dòng chi tiết thông tin chi tiết của skill của cải trang ấy. Đó thì hôm nay mình hơi đau họng một tí, sáng ra hơi ho với cả hát xì đấy. Thử nên ra là nói nhiều quá nó hơi mỏi mồm. Bây giờ là anh em nào làm theo thủ thuật lại được thì nhớ để cho mình một like, một subscribe nhá. Thì bây giờ mình xin chào và hẹn lại cho những clip tiếp theo. Thì sự kiện năm nay là cũng hơi buồn thôi. Đó, mình cũng mong là được ra ngũ hành sơn nhưng mà không được. Vì năm nay không phải năm con khỉ. Thì anh em đợi chờ khoảng vài năm nữa chắc là cũng ngũ hành sơn. Đen quá. Thì thôi, ok, bye bye. Và xin chào và hẹn lại cho những clip tiếp theo. Mình mình hơi đau họng quá nên ra là mình không có thể nói nhiều được. Hay là mình không thể nghĩ cái gì đó bình luận hay cho anh em xem được. Nhưng mà mình mong sao anh em làm theo thủ thuật này mà được thì có thể gì gì đó thôi. Ok, nói nhiều quá. Bye bye nhá. Sẽ không phải mở trong nhà. Để mình khẳng định cho anh em là cái thủ thuật đó là bị fit. Đây. Tỷ lệ ngẫu nhiên phần trăm đây. Mở đi này. Ngon, 1 triệu vàng. Găng bạc Goku. Găng Safale. Một viên capsule kỳ bí luôn anh em nhá. Phải chưa? Safale này. Yeah, 1 triệu vàng, ok. Mình ấn nút quay đâu mà. À không sao, cái đó chỉ là thông báo thôi anh em ạ. Vì hiện tại số vàng nhận được đã cộng vào đây rồi, không sao. Hai viên capsule kỳ bí đậu xanh. Tuyệt vời luôn. Mở luôn này.
ấy, mở luôn này, ta không sẽ không đi đại hội võ thuật 23 nữa thì mở luôn cái này, sẽ được cái này đậu xanh ẩn danh. Mình nói thật với anh em ấy, một điều là cái ẩn danh bây giờ trong game nó vô dụng vô cùng luôn. Bây giờ nó chỉ có tác dụng với những anh em mà thích DPK thôi. Còn bình thường bây giờ mở cấp su kỳ bí sẽ ẩn danh ấy, nhìn thôi là muốn đập game rồi, muốn đập máy luôn, không phải là để ấy nữa rồi. Đó, mình sẽ mở cái cuối nhá. Leo 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 leo. Xem thêm thì ấn hai video này nha anh em. Nhớ subscribe nhá.